Phạm Quỳnh Anh tuổi U40, quyến rũ mua nhà, xe tiền tỷ, được trai trẻ cầu hôn. Sau gần 4 năm ly hôn, Phạm Quỳnh Anh đã thay đổi rất nhiều. Cô trở lại showbiz ngày càng xinh đẹp quyến rũ hơn, tậu nhà, đi xe sang và có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Cuộc chia tay nhiều tiếc nuối và văn minh. Sau 10 năm hẹn hò, Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy mới chính thức tổ chức lễ cưới. Sau khi kết hôn, cựu thành viên nhóm nhạc HAT đã gác lại sự nghiệp để chăm lo cho tổ ấm gia đình, hỗ trợ chồng quản lý công ty cũng như nghệ sĩ. Cuối năm 2012, Phạm Quỳnh Anh sinh cô con gái đầu lòng Tuệ Lâm. Năm 2017, họ có thêm một bé gái Tuệ An. Sau khi Phạm Quỳnh Anh sinh bé thứ hai, cặp đôi dính tin đồn hôn nhân rạn nứt. Đầu năm 2018, Phạm Quỳnh Anh trở lại với âm nhạc mà không có sự đồng hành của chồng. Cuối năm đó, cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn sau một năm ly thân. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy sau 16 năm bên nhau đã khiến nhiều người tiếc nuối. Dù thời điểm đó, mạng xã hội rộ lên tin đồn cặp đôi chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba, nhưng cả hai chưa từng có một lời nói hay hành động nào khiến nhau bị tổn hại. Phạm Quỳnh Anh từng tâm sự, cô luôn mong chuyện riêng của bản thân sẽ được gói gọn một cách khéo léo, giữ gìn cho những người thân xung quanh không bị ảnh hưởng. Hậu hôn nhân tan vỡ, Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp văn minh, cả hai cùng nhau chăm sóc cho các con. Mua nhà, mua xe, ngày càng xinh đẹp quyến rũ. Phạm Quỳnh Anh từng rất buồn sau khi hôn nhân đổ vỡ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phạm Quỳnh Anh ngày càng nhuận sắc và hoạt bát hơn trong sự nghiệp ca hát của mình. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên đăng những hình ảnh status lạc quan yêu đời. Cô tích cực chạy show và ra mắt sản phẩm. Phạm Quỳnh Anh còn được mời là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn. Nhờ chăm chỉ làm việc nên cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh cũng khá ổn định về tài chính. Đầu năm 2019, Phạm Quỳnh Anh tậu xéo hộp trị giá gần 2 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2020, chỉ 2 năm sau khi ly hôn, nữ ca sĩ đã sắm được căn chung cư tiền tỷ. Từng góc nhỏ trong ngôi nhà đều được nữ ca sĩ chăm chút cẩn thận, nội thất thiết kế sang trọng. Có thể thấy sau chia tay với ông bầu Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng lấy lại cân bằng rồi lao vào công việc để kiếm tiền nuôi hai con gái. Giọng ca Nợ Ai Đó Cả Thế Giới cho hay, cô hạnh phúc khi được làm chủ kinh tế và cuộc đời mình mà không dựa dẫm vào ai. Tôi hạnh phúc với điều này vì tôi đã là người phụ nữ độc lập, tự quyết định được cuộc đời mình, tự chủ về tài chính và không cần dựa dẫm vào ai hết, nữ ca sĩ từng chia sẻ. Không chỉ vậy, cô cũng xây dựng hình ảnh thành một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ và quyến rũ. Nữ ca sĩ thoải mái trong việc chia sẻ những hình ảnh đầy gợi cảm của mình với những bộ bikini khoe thân hình đáng ngưỡng mộ ở tuổi 38. Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng Phạm Quỳnh Anh khẳng định cô vẫn tin vào tình yêu. Nữ ca sĩ tin tưởng sẽ luôn luôn có những điều tốt đẹp ở phía trước, miễn là bản thân tin rằng nó sẽ xảy ra. Tôi tin rằng ở đâu đó vẫn có một người tuyệt vời dành cho mình. Giọng ca, bụi bay vào mắt trải lòng, nghi vấn được cầu hôn sẽ công bố khi thích hợp. Dịp Valentine vừa qua, cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn Phạm Quỳnh Anh được cầu hôn. Vào đúng ngày Valentine, Phạm Quỳnh Anh đăng trên trang cá nhân bức ảnh đầy ẩn ý Marry Me. Ngay sau đó, hội bạn thân của cô như Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Diêu Lê, Đông Nhi cũng đồng loạt nhắc tới cụm từ We Love You và mốc thời gian đáng nhớ 14 tháng 2, 2022. Không chỉ đăng cùng nội dung, hội bạn thân này còn chia sẻ giống nhau một bức hình lãng mạn giống Phạm Quỳnh Anh. Đó là khoảnh khắc mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Phía sau là hình ảnh dòng chữ Marry Me dùng để cầu hôn. Bối cảnh bữa tiệc cầu hôn này được cư dân mạng đồn đoán dành cho Phạm Quỳnh Anh. Hơn nữa còn có thông tin nửa kia là một chàng trai kém tuổi. Bởi trước đó chưa đầy một tháng, Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ, người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên. Điều này khiến người hâm mộ tin rằng, nữ ca sĩ đã tìm được cho mình một nửa quan tâm tới cô lẫn hai con gái riêng của Quỳnh Anh. Trong một sự kiện ngày 3 tháng 3 mà Phạm Quỳnh Anh tham gia, cô chính thức nói về tin đồn đang mang thai và được cầu hôn hồi tháng 2 vừa qua. Ngoài việc đi hát, tôi cũng có những mối quan hệ riêng tư cần giữ kín. Đến lúc thích hợp sẽ công bố. Tôi mong được khán giả chú ý nhiều hơn ở khía cạnh nghề nghiệp. Phạm Quỳnh Anh cũng cho hay cô hạnh phúc với những gì mình đang làm, đang có và hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân. Hiện tại, mong mỏi lớn nhất của nữ ca sĩ là mong hai con lớn lên trở thành người tử tế lương thiện. Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh ước mơ một cuộc sống bình yên đời thường. Khi về hưu, cô muốn sống ở một nơi có thể nuôi gà, trồng rau, tránh xa xô bồ.